friend of mine, he got, I used it for about half a year, and I recently upgraded. So this, Sĩ hay quá sĩ ơi. Shot today.
luôn. 2000. Ông sao? Đoạn luôn. No, vai, quá cao mồi ơi. Good, very good à. Nhà độ anh Hiếu là gì có cú đó đâu. Anh Hiếu ơi. Vừa ấy chú Hiền chú ở đây sao anh không bảo chú Hiền chú anh cứ kêu Hưng ơi. Lưới kìa sáng cứ Hưng ơi chết tôi không. Ờ trả anh lại 100 này đâu. Trả anh lại 100 đi nhá. Set đều mass point không ạ? Đều side break, 3 cái đều side break luôn. Ê Cường có 500 rồi đúng không? Có nhỏ hơn. Gà đã đánh nhỏ mấy. Như là mấy con đấy đâu cũng cả cơm canh cái các tổ đấy đó đủ ma chịu anh luôn đấy độ khác. Quá là lũ rồi ngon đấy là bán lũ rồi cho em được cái này gọi là gì súp bắp còn là có là trứng trời ơi tôi bánh gì mới cái chân mười anh Hiếu thắng hay thua? Đứng Cường thắng hay thua? Giờ đánh bao nhiêu rồi? Giờ đánh bao nhiêu? Kêu có sổ. Sắp số nhỏ mà bằng lớn ăn hả? Thôi làm này ngon đấy, quên. Chị Quyên là mỗi bao nhiêu tiền đến rồi? Hey, bowl up!
lên. Đánh gì khó, đánh nhanh người luôn. Không được để nó chạy ra ngoài nhé. Em đi toilet đây. Em đi toilet ra ngoài thôi, nhưng mà nhìn nó đấy. Thank you.
đạt luôn á, đạt luôn á, đạt con chó biết. Ờ. Em có chiếu quách rồi, hôm qua quách nhiều quá. Hết rồi, ok. Em không chiếu quách rồi. Nhậu chứ. Cái trận của mình chưa chơi. Yeah.
hàng khác đúng không? Cái này à? Không, cửa 30 hả? Cái này 30 hả? Anh giữ cái này anh thấy thằng Cường sơ mình ráng break được khác. Đục má tự nhiên cái cú sơ vô.
tháng giờ sẽ biết không kỳ. Giấy ai giấy mình là biếu hoài à. 20 xu cũng thua nữa. Hết rồi. Thấy con nhỏ hoài nó biết hết rồi. Chạy trước không?
thì giờ nó là hay á. Mấy người kêu rồi tới nhà anh chưa? Yeah.
sách đầu còn lại cái game cám luôn má mệt quá mệt quá từ nãy muốn chơi game này đập quê chắc cái tự nhiên đánh lơ đập hư cái nó quê à. 5 phút rồi. Cánh đồng hồ đi rồi. Nghỉ xong đi. 7 phút ạ. Tại mình mệt quá mình bật chết thôi. Nó hơi xa mà mệt. Giờ game thứ 8 đó. Nãy bên kia sập trước. Phải tới mình tôi sao không? Không biết ai sợ. Cho em bơi nhậu không? Hả? Hả? Trời đi bơi đã đủ quá, trời nóng quá. Bơi nhậu, barbecue. Ở trên nơi rất là mới hả? Nấu, Garia mà. Trời này mà nhảy xuống hồ bơi cái là đụng nước nó sôi á. Nước nó sôi. Ồ, 10 thằng nhảy xuống là nước sôi xèn. No, đổ một tí thua thôi, thì cái nó gác không, Jojo có biết gác không? Cái đầu cũng cuối. Ê, bây giờ cường cái thứ đánh lại backhand không? Hai cái backhand. Chấp game backhand, chấp game. Các anh không... À, sao? À, em về xuống em bơi với nhậu. Dạ, đi đâu rồi? Dạ Khang hết. Dạ Khang hả? Dạ Khang đúng không? Là Bình tiếp hả? Ở đâu anh chưa sợ hả? Chưa sợ. Cháy nít mà chưa sợ mấy. Dạ, vẫn Dạ Khang. Đủ nóng quá mày. Thế đánh không, cái này mà anh đánh được 2 trận là đủ má chết đấy. Cái này chưa tới mùa hè đó. Anh đánh được 2 trận chưa? Chưa được. Mỗi trận bắt đánh nghỉ. Ông đánh được nóng quá. Nè anh sửa ra hả?
về cho trẻ con đi bơi. Đây rồi, có thể bây giờ mùa hè thì phải vậy thôi, chứ đâu tham mùa hè đang nóng thì mùa khác mùa hè cũng đâu đánh được. Chắc là kiểu này phải chờ, chắc kiểu này phải chuyển nha, đánh buổi chiều như ngày xưa quá, đủ quá đánh đèn đánh tối ấy. Cái thời đấy ấy quá. Lê em không biết à? Ê, thứ đâu bác sĩ kêu người ta không được đánh chẳng, người ta không thích rồi đó. Bác sĩ mà đi khám bệnh mà kêu không uống rượu là đâu, không cho bác sĩ rồi. Liam, Liam đi đâu? Kissy. Đó, thấy không? Lại trả giả cái giọng bác sĩ ở đây rồi, thấy không? Người ta muốn đài để đánh chân nít. Anh xin cổ chấp tay đau luôn đấy. Đạt chiếm nấu kìa. À, phút nữa nha. Cha đồ quá. Em nó đi theo anh nhà anh Hải này. Nó bắt chung vít. Bỏ lên mạng thôi, để lên ba theo chung vít đó. Để lên mạng. Đó là thằng tượng nói cho một cái vua. Quần anh ơi. Over rồi. Rất là thứ có phá tình rồi. Sáng giờ mệt em. Có thể phối sắp over. Phối sắp over sẽ khách đến lô á. Không, phối sắp over mấy ông về luôn mẹ. Không có hạt. Khó quá, bị khó lắm. Chạy đâu? Chạy đâu?
sao? One set you die đó. Đó là phải one set you die. Em kiếm cái trường hả? Thành mỗi lần nó lúc này là mình phải tốt kinh. Chị có ai xin cô chắc gì cho xin cô cái sĩ? Đạt tới hiệp mở sổ. Chị chấp gì cho xin cô cái nè. Đóng cửa luôn đi. Anh đến lịch sáng này vẫn mới ra đi chấp đâu. Anh đồng 5 game này, 500 đây. Ok, 3 năm. Ông tổng cuối ngày tôi ra, mỗi cuối tuần tôi thay mặt cái. Nếu anh chấp liền ha. Ăn bữa rồi. Ăn bữa rồi. Ôi trời, ăn bữa ăn mấy năm rồi. Anh hết gì cho sai. Swing chúng tập làm gì chúng block ăn rồi mình không biết bắt đá mình không biết chỉ nữa. Bốn mươi ba mươi bye anh. Bye. Hay rồi. Lấy chìa nước. Lấy chìa nước. Thank you.
từ cỡ một em tập luôn lại có gì không? Từng cái một thôi, không có gì hết, tập trung thôi, cái gì đó chưa thôi. Sáu bảy xếp rồi coi anh ơi, cái này đủ mình khỏe không có sao. Ừ, cái cách sâu này khỏe độ thay quá nó mệt đúng quá cái đường thanh chạy luôn hết nổi luôn. Sorry anh Hiếu ơi, em đuối quá rồi. Một giây thì vô. À, không được. Đừng double đi, vô dai. Má uống quá, uống rồi. Đâu còn 510 đó. Mình 10 đồng nè. Đúng với ai? Mấy là tôi chịu giải được. Đúng rồi, tôi đúng tôi chịu. Tôi chụp cho Cường thôi. Tôi đi muốn bị đuối cái cuối cùng á hả? Trời. Không, hiệp cái cuối cùng hiệp đánh hay. Thì lót mấy cái quá hay đúng không? Cosplay nè. Thì mà cung là con xích là bánh chết rồi. Đúng rồi, bởi vậy. Anh ơi! Thành đến lưới được không? Ủa anh chưa đưa tiền tôi ta? Lưới được không? Lưới 10 đồng của anh là mình đưa 10 đồng cái 50 á. Hả? 50 đồng. Không, từ nó lên 150. 100 đấy đưa 50 cái thằng. Ủa mấy là anh nói cái nó trong nhau. Ở châu phong cho sĩ tướng phong cho gì? Ở châu thôi thôi dọn trước. Ba thằng ơi. Chào. Nó đây là người có cái lục bài sĩ gì. Quá đủ ăn ngang ngửa không? Hai cho bạn luôn. Quý tôi 7 set rồi đó. Đúng rồi, tôi thở mới hết nổi đi chứ mày. Khỏe lòng ăn mẹ rồi. Ừ. Không còn sức là đâu. Xin đồ đi đâu, xin đồ cái đồ cái nít này. Ủa, anh đang đi về mấy giờ? Hả? Đi ra làm mấy giờ? Hỏi làm gì? Anh có đồ tôi mới ra chứ, anh có đồ ra hỏi gì? Thôi về luôn. Đồ đi cắt có 2 châu luôn. Sĩ về luôn. Cắt vô 2 châu á hả? Anh Châu ơi, vừa mới ra nè. Cái gì anh Châu nè? Nó về rồi. Anh Châu nè, mình không mới ra đâu có lấy cá rồi. Hả? Chị bánh mấy cá đi về. Hưng còn kìa. Hưng như bánh nè, Châu như bánh đó. Xin rồi trời hả? Rồi trời, bây giờ chắc anh Châu không hỏi.